khi quý khách hàng mua xe Vios trong thời điểm tháng 9 này thì chúng ta sẽ nhận được một gói ưu đãi cực kỳ giá trị đến từ hai phía Toyota Việt Nam cũng như là đại lý Toyota. Thứ nhất, nói về Toyota, nhà máy Toyota Việt Nam thì đang dành tặng cho quý khách hàng mua xe Vios 1 năm bảo hiểm thân vỏ gói vàng Toyota trị giá lên đến hơn 10 triệu đồng. Và không dừng tại đó thì quý khách hàng chắc chắn còn nhận được cho mình một gói phụ kiện bao gồm các món như sau. Thứ nhất là bộ ve che mưa, thứ hai là camera hành trình và thứ ba là một bơm lốp điện tử. Thưa quý anh chị, không những thế mà từ phía đại lý Toyota còn dành cho quý anh chị một gói ưu đãi cực kỳ giá trị lên đến... Em Đại Lương, chuyên viên tư vấn bán hàng của đại lý xe Toyota, chào mừng quý anh chị, quý khách hàng và các bạn đã quay trở lại với kênh Toyota Daily. Thưa quý anh chị và các bạn, ngày hôm nay Lương xin phép được giới thiệu gửi đến quý anh chị một mẫu xe sedan hạng B quen thuộc của nhà Toyota, đó chính là Vios 2022. Ở clip lần trước thì Lương cũng đã review cho quý anh chị về mẫu xe Vios phiên bản 1.5G. Và trong ngày hôm nay, Lương xin phép được giới thiệu đến quý anh chị một phiên bản khác của Vios 2022, đó chính là Vios phiên bản 1.5e CVT. Kèm theo đó cũng không quên gửi đến quý anh chị chính sách giá bán, giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi đặc biệt hiện đang áp dụng cho mẫu xe Vios 1.5e CVT. Thưa quý anh chị, có thể nói đây là thời điểm cực kỳ tốt để quý anh chị nào đang có nhu cầu mua xe Vios có thể rước ngay em xe này về nhà. Vì hiện tại thì từ phía nhà máy Toyota Việt Nam cũng như là đại lý Toyota thì đã có áp dụng một số chính sách ưu đãi giảm giá tiền mặt sâu nhất, lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Vậy thì từ phía đại lý Toyota cũng như là Toyota Việt Nam đã có chương trình khuyến mãi hấp dẫn ra làm sao, ưu đãi lớn như thế nào? Thì trước tiên xin mời quý anh chị chúng ta cùng theo dõi đến hết cuối video nhé. Xe Toyota Vios e-CVT 2022 có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4.425, 1.730 và 1.475mm. Xe có phần đầu được thiết kế lại, mềm mại và uốn lượn hơn. Đầu xe vẫn gây ấn tượng với cụm đèn pha halogen, gồm nhiều lớp đèn halogen tự động bật tắt bên trong xếp tầng. Bên dưới là lưới tản nhiệt mở rộng ra, tạo cảm giác mặt ga lăng lớn và hầm hố hơn. Hai bên là hốc hút gió nếp sát vào đầu xe, làm điểm nhấn thể thao. Đèn sương mù bố trí sát bên đầy tinh tế. Phần thân xe gây ấn tượng, chủ đạo là những đường gân dập mạnh mẽ, vuốt từ trước ra sau. Thay đổi đáng chú ý nhất là bộ vành 15 inch hai tông màu đen xám dạng xoáy hình cánh quạt. Xe sử dụng gương chiếu hậu gập chỉnh điện cùng đèn báo rẽ. Vòm mái dốc về sau hình cánh cung hướng đến phong cách coupe đẹp mắt. Phần đuôi chiếc Vios vẫn được đánh giá là bầu bỉnh, dù không có sự thay đổi nào đáng kể. Đèn hậu halogen hình lưỡi dao là điểm nhấn không thể bỏ qua khi nhìn vào phần đuôi xe. Là một trong những dòng xe rộng nhất phân khúc, xe Toyota Vios phiên bản E có trục cơ sở dài 2.550mm, mang đến sự rộng rãi, thoáng đãng cho người dùng, nhất là ở hàng ghế thứ hai. Bước vào cabin, bạn sẽ thấy sự khác biệt chính giữa Vios 1.5e CVT với phiên bản số sàn là ở màu sắc nội thất. Ở phiên bản này, màu sắc chủ đạo của cabin là màu be phối đen. Sự thay đổi này khiến cho không gian nội thất của xe trông trang nhã hơn và không bị phản chiếu ánh nắng khi lái xe trong thời tiết nắng nóng. Phía trước người lái, vô lăng ba chấu được bọc da mềm mại và được tích hợp nút điều chỉnh âm lượng ở nang bên trái. Nhờ độ dày và trọng lượng của vô lăng hợp lý mà người lái luôn cảm nhận được sự chân thật khi cầm nắm và sử dụng. Những thông tin về hành trình của xe như vận tốc thực tế, vòng tua máy, mức tiêu hao nhiên liệu và các chỉ báo khác được hiển thị rõ ràng trên cụm công cụ phía sau tay lái. Nếu như trước kia mẫu xe của Toyota luôn bị mang thành kiến là ít trang bị hơn xe hàng, thì phiên bản mới đã bác bỏ các lời đồn đó. Xe được trang bị tương đối đầy đủ các công nghệ mới cho dòng sedan bình dân hạng B như các tính năng của hệ thống giải trí được điều khiển và truy cập thông qua màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, USB và Bluetooth. Chất lượng âm thanh được đánh giá ổn với 4 loa. Các tiện nghi khác gồm hệ thống điều hòa chỉnh cơ, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm và khóa cửa điện, v.v. Ở phiên bản này, ghế ngồi được nâng cấp lên thành loại bọc da thật thay vì da nhân tạo PVC như trên phiên bản số sàn. Do đó, người ngồi sẽ cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn khi tiếp xúc. Về tính năng, ghế lái điều chỉnh 6 hướng với các
cài đặt điều chỉnh độ cao có sẵn, giúp cho việc tìm kiếm vị trí lái phù hợp trở nên dễ dàng hơn. Ghế phụ chỉnh tay 4 hướng. Hàng ghế sau của Vios E CVT cũng khá rộng rãi và thoải mái. Khoảng cách giữa hàng ghế trước và hàng ghế sau của xe cũng khá rộng, thoáng với khoảng cách 10-15cm. Với dung tích khoang hành lý vào khoảng 506 lít, Toyota Vios 1.5e CVT cũng mang đến khoang hành lý khá rộng rãi. Việc gập lưng ghế 60-40 càng giúp cho cốp xe mở rộng hơn. Nhắc đến Toyota Vios, khách hàng sẽ cảm thấy khá thoải mái khi sử dụng vì đây là dòng xe rất ít hỏng vặt, độ bền bỉ cao. Xe có khoảng sáng gầm xe cao 133mm, vừa phải để leo lề và vượt chướng ngại vật. Kết hợp với đó là bộ lớp 15 inch giúp xe di chuyển khá êm ái và nhẹ nhàng. Toyota Vios 1.5e CVT còn chinh phục khách hàng bởi tính tiết kiệm nhiên liệu của mình. Vừa rồi là những đặc điểm nổi bật có trên xe Vios e CVT. Và ngay bây giờ không để quý anh chị đợi lâu hơn nữa, Lương xin mời quý anh chị đến ngay với mục báo giá. Thưa quý anh chị, nói về chính sách giá bán hiện nay, khi quý khách hàng mua xe Vios trong thời điểm tháng 9 này thì chúng ta sẽ nhận được một gói ưu đãi cực kỳ giá trị đến từ hai phía Toyota Việt Nam cũng như là đại lý Toyota. Thứ nhất, nói về Toyota, nhà máy Toyota Việt Nam thì đang dành tặng cho quý khách hàng mua xe Vios 1 năm bảo hiểm thân vỏ gói vàng Toyota trị giá lên đến hơn 10 triệu đồng. Và không dừng tại đó thì quý khách hàng chắc chắn còn nhận được cho mình một gói phụ kiện bao gồm các món như sau. Thứ nhất là bộ ve che mưa, thứ hai là camera hành trình và thứ ba là một bơm lốp điện tử. Thưa quý anh chị, không những thế mà từ phía đại lý Toyota còn dành cho quý anh chị một gói ưu đãi cực kỳ giá trị lên đến 15 triệu đồng. Có thể nói thì đây là thời điểm vàng để quý anh chị nào chúng ta đã và đang quan tâm tới dòng xe Vios e CVT này, chúng ta có thể chốt và đến showroom để chúng ta có thể mua được một chiếc xe ưng ý với giá cực kỳ hời. Để quý anh chị có thể dễ dàng cân đối được tài chính mua xe thì Lương xin phép được gửi đến quý anh chị chương trình giá bán cũng như là giá lăn bánh của xe trong thời điểm hiện tại nhé. Thưa quý anh chị, giá niêm yết của xe là 542 triệu đồng như quý anh chị cũng đã biết. Vậy để xe lăn bánh thì sẽ kèm theo các khoản phí như sau. Thứ nhất là thuế trước bạ được tính là 10%, tương ứng với đó sẽ là 54 triệu 200 nghìn đồng. Thứ hai đó là phí biển số tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tính là 20 triệu đồng, còn những quý khách hàng nào đang ở tỉnh huyện thì sẽ được tính là 1 triệu đồng. Ngoài ra còn có các khoản chi phí nhỏ khác là bảo hiểm dân sự, đăng kiểm, phí đường bộ thì sẽ được tính dao động từ 2 đến 3 triệu đồng nữa. Vậy sau khi cộng hết tất cả các khoản chi phí nêu trên thì mức giá lăn bánh dành cho xe Vios e CVT tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ được tính là 604 triệu đồng và tại các tỉnh huyện dự kiến sẽ được tính là 585 triệu đồng. Đó là mức giá dành cho quý anh chị nào chúng ta mua với hình thức trả thẳng. Còn những quý anh chị nào đang có nhu cầu mua xe với hình thức vay trả góp thì quý anh chị có thể cân đối chuẩn bị trước giúp Lương đâu đó tầm khoảng 160 triệu đồng mà thôi là chúng ta đã có thể sở hữu ngay em xe Vios e CVT này rồi. Thưa quý anh chị, hiện nay thì quý anh chị cũng đã đang nhận được một mức lãi suất cực kỳ ưu đãi, có hai gói để chúng ta có thể thoải mái lựa chọn. Gói thứ nhất là cố định ưu đãi trong vòng 1 năm với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 0,6% cho 1 tháng mà thôi. Gói thứ hai, gói này thì sẽ cần quý anh chị chúng ta chứng minh được thu nhập ở mức khá tốt, cố định trong vòng 3 năm, ưu đãi lãi suất chỉ từ 0,7% cho 1 tháng mà thôi. Và chúng ta sẽ được vay tối đa 80% giá trị xe, thời gian vay cũng sẽ lên đến 7 năm, tùy quý anh chị gia giảm theo nhu cầu của gia đình mình nhé. Thưa quý anh chị, mức giá vừa rồi thì Lương chưa bao gồm chương trình khuyến mãi chi tiết đến từ đại lý cũng như là quà tặng đặc biệt của kênh Toyota Daily. Để biết chi tiết giá lăn bánh tại khu vực nơi mình ở, quý anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp vào số hotline bên dưới màn hình. Đội ngũ Toyota Daily sẽ ở đây sẵn sàng phục vụ quý anh chị một cách nhanh nhất. Liên hệ để báo giá cho quý anh chị một mức giá ưu đãi và tốt nhất. Ngoài phiên bản Vios thì quý anh chị còn có quan tâm dòng xe nào khác của nhà Toyota thì cũng đừng ngần ngại, hãy để lại bình luận bên dưới. Kênh Toyota Daily sẽ cố gắng cập nhật video một cách nhanh chóng cũng như là cập nhật cho quý anh chị mức giá bán và chương trình khuyến mãi sớm nhất gửi đến quý anh chị nhé. Còn bây giờ nếu thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất nào của kênh Toyota Daily. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.